khi tuổi Mậu Ngọ năm 2019 nữ mạng là điều đặc biệt quan trọng đối với người sinh năm 1978. Bởi qua phần luận giải này, bạn sẽ nắm bắt được vận hạn của mình trong năm kỷ hợi. Và cũng qua đó, bạn sẽ có những bước đi đúng đắn để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mạng năm 2019 có sao La Hầu chiếu mạng và gặp phải hạn Diêm Vương. Sao chiếu mệnh là một hung tinh, mang đến nhiều sự bất lợi trong cuộc sống cho chủ mệnh. Còn hạn tuổi lại có tốt có xấu, tốt hay xấu sẽ phụ thuộc vào hành động của bạn. Xem tử vi năm 2019 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng có vận niên xấu nhưng ngũ hành tương sinh lại rất tốt. Những yếu tố tốt xấu sẽ chế hóa lẫn nhau, thế nhưng chúng vẫn thể hiện được những tính chất đặc trưng của mình. Sau đây là phần luận giải tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2019 nữ mạng. Xem tử vi 2019 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng sinh năm 1978 Mậu Ngọ, 42 tuổi nữ mạng sanh từ 7/2/1978 đến 27/1/1979 tướng tinh, con heo con dòng xích đế, cô quạnh. Y tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2019 nữ mạng mạng, thiên thượng hòa, lửa trên trời, sao, La Hầu, ốm đau, dối giám hạn. Diêm Vương, bệnh đường máu huyết vận niên, mã ngộ đao, ngựa trúng thương, thiên can, mậu gặp kỷ, bình hòa, thuận thành địa chi, ngọ gặp hợi, bình hòa, thuận thành xuất hành, ngày mùng 1 Tết, từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, giờ địa phương, đi về hướng Bắc để đón tài thần, đi về hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Màu sắc, hợp màu, xanh, đỏ, kỷ màu, trắng, vàng. Ai, tổng quát tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mạng một. Con người, tính cách quý bạn Mậu Ngọ đa phần là người thông minh, năng nổ, có ý chí tiến thủ và có khả năng chu toàn công việc, dễ thành công trong thương trường, kinh doanh các ngành y dược, hương liệu lại càng phù hợp. Tính tình ngay thẳng, chuộng sự công bằng, sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu cô, nhưng không chịu thua thiệt trước kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Quý bạn ghét kẻ gian trá phỉnh lừa, cho nên được nhiều người tin cậy, thương mến. Với tuổi mạng khác nhau, cuộc sống phải chịu nhiều sóng gió. Trong gia đình, chỉ hợp với người cha. Ngoài ra, thường khắc mẹ và anh chị em. 2. Sự nghiệp, tiền tài nếu chịu khó học hành, quý bạn cũng dễ trở nên người có quyền cao chức trọng. Càng đảm nhận chức vụ lớn càng dễ thành công, nổi tiếng. Là người có nhiều tự tin, ở cương vị chỉ huy sẽ đạt nhiều thành tích tốt hơn làm kẻ thừa hành. Vì vậy, ra đời nên cố gắng tự mình làm chủ, sẽ có nhiều cơ hội để vươn lên nhanh chóng hơn. 3. Cuộc sống, vận hạn theo tử vi nữ canh ngọ năm 2019 quý bạn thuộc vào hàng cao số. Cuộc đời có nhiều biến động, nhất là đường tình duyên. Nếu sanh ban ngày, đa phần đều có tướng sang quý, vật chất không thiếu nhưng tình cảm cũng có những đớn đau. Nếu sinh ban đêm vào mùa thu đông phải chịu nhiều sóng gió, từ duyên tình cho đến sự nghiệp, hậu vận mới hưởng được giàu sang, phú túc. Y, xem tử vi Mậu Ngọ 1978 năm 2019 nữ mạng 1, sao chiếu mệnh tử vi Mậu Ngọ 2019 nữ mạng quý bạn gặp sao La Hầu chiếu mạng, nhiều việc lo âu, học hành gặp nhiều điều không thuận, cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh nạn. Sao La Hầu thuộc hành thủy, đối với những người mạng thổ, mọi trở ngại khó khăn đều có thể vượt qua. La Hầu nghe tưởng ví vang tháng riêng tai ách giữa đằng phải mang tháng 7 bệnh tật lan tràn cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. Hạn tuổi tử vi nữ Mậu Ngọ năm 2019 với hạn Diêm Vương, bất lợi về đường máu huyết, cần quan tâm đến tim mạch, huyết áp và các bệnh lây nhiễm qua đường máu. Ngoài ra, lái xe cẩn thận phòng tai nạn phạm thân, gây đổ máu. 3. Về tứ trụ tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mạng năm 2019 về tứ trụ, với thiên sinh, địa lợi, xuất hành đi xa làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn, nên bỏ tiền ra đầu tư về nhà đất thì sẽ thu lại lợi nhuận, ra ngoài ngoại giao gặp nhiều may mắn, ốm đau bệnh tật thì nhanh khỏi. Tuy nhiên chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận. 4. Vận niên tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2019 nữ mạng vận niên mã ngộ đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu gặp vận này mà không biết kiềm chế thì gặp thất bại, tốt nhất là mũ ni che tai, không nên cạnh tranh với ai, việc mình làm, không nên xuất hành đi xa, kỷ sông nước, cầu phà. Công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới, về cuối năm mọi việc sẽ tốt hơn. Khi xem tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2019 phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải,
năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, hậu vận là thiếu gốc, thổ vận bất cập. Đối với quý bạn mạng hòa, gặp năm mộc là tương sinh cho nhau, biểu hiện một năm có nhiều sự đổi thay và công việc làm ăn gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên sao hạn và vận niên không được tốt làm giảm đi phần nào may mắn, mà đem vào đó là sự khó khăn về tiền bạc và công việc. IV, luận vận hạn tuổi Mậu Ngọ năm 2019 nữ mạng về mặt tử vi 1, cung đặt mệnh tử vi Mậu Ngọ năm 2019 nữ mạng xét về mặt tử vi, tiểu vận đi vào vương địa cho thấy công việc dù khó khăn thì vẫn có người giúp đỡ. Đại hạn 10 năm, từ 36 đến 45 tuổi, có nhiều sao tốt, là thời gian hưng vượng của quý bạn. Tuy nhiên đại hạn này cũng có nhiều sự thay đổi về tình cảm và cuộc sống làm ăn. 2. Cung tiểu hạn tử vi năm 2019 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng tại cung mệnh có các sao Lộc Tồn, Bác Sĩ, Long Đức, Lưu Hà. Từ đây là bộ sao tốt chủ về có tin vui trong gia đình, tuy nhiên chú ý miền sông nước. Cung tam hợp tử vi Mậu Ngọ 2019 nữ mạng tam hợp tuổi có các sao Thiên Phúc, Thiếu Âm, Quốc Ấn, Thiên Hỷ. Đây là bộ sao tốt chủ về có tin vui trong cuộc sống, trong nhà có thêm người. Ngoài ra trong đó có các sao xấu như Cô Thần, Bệnh Phù, Quả Tu, Tướng Quân, Địa Võng, Trực Phù, Dưỡng. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có chuyện buồn đưa tới có bệnh về máu huyết hay sức khỏe kém. 4. Cung xung chiếu tử vi Mậu Ngọ 2019 nữ mạng cung xung chiếu có các sao Đào Hoa, Thiên Khôi, Thiếu Dương, Thiên Không, Phi Liêm, Mộc Dục. Đây là bộ sao chủ về quý nhân giúp đỡ và có tin vui về tình duyên, tuy nhiên chú ý đi lại cẩn thận. Tổng hợp các yếu tố trên, về phương diện ngoại giao và việc làm, công việc làm ăn không được may mắn, tất cả các công việc mở ra đều không đem lại lợi nhuận, nếu có mở mang thêm thì vào tháng 3 âm lịch. Về phương diện tài chính, tiền bạc tuy có nhưng cũng tiêu pha vào công việc làm ăn nhiều. Về phương diện tình cảm, vợ chồng hạnh phúc vui vầy bên con cái và người thân. Về phương diện sức khỏe, chú ý bệnh thiếu máu hay chú ý về miền sông nước. Nhìn chung, tử vi 2019 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng không được hưởng thiên thời, cho nên tất cả mọi việc làm ăn đều không được hanh thông. Dù có mở thêm công việc làm ăn thì cũng có đem lại may mắn. Và trong năm nay quý bạn chú ý máu huyết tuổi hỏa, mạng hỏa quý bạn số phần tương khắc, lấn xô nhau hoài phước đức chiếu mạng, vượng tài tánh tình nóng nảy, nạn tai phải phòng xanh ngày sung sướng thong dong xanh đêm vất vả, khó mong duyên lành thanh xuân thời vận chưa thành may xuôi từng độ, mong manh bạc tiền trung niên, tài tụ do thiên phước đức hộ chiếu. Ổn yên gia đình kỷ hợi sao hạn không tròn tiền tài danh vọng lao đao muôn phần. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Mậu Ngọ nữ mạng là tháng 5, tháng 8, tháng 11 âm lịch. Đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Mậu Ngọ làm mọi việc. Vẫn thủy hộ thân đối với tuổi Mậu Ngọ nữ mạng trong năm 2019 để hóa giải sát khí do sao La Hầu gây ra thì nên dùng hành thủy để tiết khí, như đeo trang sức, đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, hoặc đá mã não xanh dương, đá thanh kim xanh đậm. Hay nên dùng sim phong thủy có ngũ hành mộc hoặc hỏa để tăng vận khí của bản thân. Vi, xem tử vi Mậu Ngọ 2019 nữ mạng theo các mùa 1, xem bói tuổi Mậu Ngọ 2019 nữ mạng trong mùa xuân, tháng riêng, đầu năm công việc không được tốt chú ý mất mát của cải. Tháng 2, ra ngoài chú ý xe cộ đi lại cẩn thận hay chân tay có tì vết. Tháng 3, nên đầu tư tiền bạc vào làm ăn buôn bán thì sẽ đem lại thành công và lợi nhuận. 2, xem tuổi Mậu Ngọ năm 2019 nữ mạng vào mùa hạ, tháng 4, công việc làm ăn không được tốt, sức khỏe kém, chú ý bệnh về đau lưng. Tháng 5, nên đầu tư tiền bạc vào công việc làm ăn thì sẽ có người giúp đỡ. Tháng 6, tiền bạc tiêu pha và hao tán nhiều, có người phá hoại trong công việc. 3, vận mệnh tuổi Mậu Ngọ năm 2019 nữ mạng trong mùa thu, tháng 7, trong nhà thiếu hòa khí, vợ chồng và con cái không hợp tính nhau. Tháng 8, xuất hành đi xa gặp nhiều may mắn, được đến những nơi cao sang. Tháng 9, có tin vui trong gia đình, có người giúp đỡ trong công việc làm ăn. 4, xem tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 năm 2019 trong mùa đông, tháng 10, cẩn thận có tang trong gia đình hay nhà có chuyện buồn. Tháng 11, công việc gặp nhiều may mắn, tuy nhiên tình cảm vợ chồng không tốt. Tháng chạp, tiền bạc tiêu pha nhiều, chú ý đừng ăn uống không tốt, có bệnh về tiêu hóa. Vi hướng dẫn cách cúng giải sao hạn trong năm 2019. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ năm 2019 cho biết đầu năm nên cầu an, giải hạn mỗi tháng và nên cúng giải vào ngày 08 âm lịch và cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 9 ngọn đèn hướng bắc làm lễ.
vài vị dùng giấy vàng và ghi Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình Bảo Thủ Cung Đại Thánh Thân Thủ La Hầu Tinh Quân vị tiền.